nhớ trong đó lúc sẽ hỏi chế ở ta sẽ nói chuyện gió nè cô tự chỉ chữ sau lần thì gió ba trò cho ở viên giàu là nhớ kể đấy là yêu yêu mồm hỏi ạ thì yêu ba chữ chó nó sẽ có than đó lúc sẽ chuyện gió sẽ một cái châu nè
ไปไข่เลยนี่ต้องทอดใส่น้อยอ่ะชี้ทำเหมือนไม่ยากก็น้อยก็น้องหมอเนี่ยI'm
จะเฟ่ไปรอไอ้ตัวเต้นหนีเด้นะเดี๋ยวรอไอ้หนุ่มเต้นหนีเด้นโอ้ยชิบหายหมดเลยเนี่ยบอกหน่อยตัวเต้นป้ายนี่ไรอ่ะก็จะรอเจดีเขาเขาทำอะไรจ้ะเขาก็รอลูกก็เถอะน้องมาเขาก็มาแต่น่าดีนะอ่ะอ่ะลูกจะดอกลูกจะเด็กฟ้าดีนะอีกต่อฮะนี่ก็หกคนในวงด้วยนะไม่ยอมมีหัวถ้าก็โกงก็เพราะอะไรที่ตาคนจะไม่ถูกว่าเขาคือดอกนี่ตัวใช่ไหมต้องเดือดร้อนchứ làm nó sẽ xin lỗi đồ ăn để luôn chứ mong à chứ chứ nào chứ mong à có phải nhớ chứ anh cái đó có mà đi phải nhận ta lớn cái chồng mua ăn không à nhau thông phải nhớ tới mà nhớ phải cục đó hả chứ nhớ phải cục đó cái đèn kèm đôi em bên cục đó hehe có chú lái đọc anh đó là cái đồ chào mừng chứ được không anh đang lên cục đó đặt ra cái chân đó ăn vậy nè cái tiệm xuống hả? Ô. Thôi nha. Chị mong về cột lại chị mong về cột đó cái chị mong về cột đó. Đi ra cần đây. Cờ sẵn đây.
cái tắc kỳ nó chỉ thằng chơi cho một cái trò chơi gió lò ba trâu chơi cho một nó hả ưu chị ưu như nô đi nò và thấy chơi chơi thì nó sợ đầu giờ chắc sao để chơi với đội ưu chơi nó ưu nâng từ sờ nhà chị là ô đi nò là nhó đi nò nó rồi nên thứ bỏ lò họ ba ba luôn ưu kia ưu chị từ sờ nhà chị chỉ bỏ cá ô đấy chị đi họ ý nó đâu chờ rõ nó lo bự lì lì giờ chẳng sợ gió lo họ ý ta kỳ đâu chờ rõ nó thế nào chị nhưng mà nó sắp khổng chị họ chờ rõ nó ta chị nó chạy ta chị chả có hồ sơ tôn thì giờ rõ được thế sao chị giờ ba trăm một xa rồi chị xong bê tôi luôn hả cho những chị mua đã chỉ là mặt cho bé sai đồ nữa chị cũng cố sai ha một cái là chế lọ cha chị của họ cha của chị chị chế xa nó rồi của dòng xe ô tô đầu tại không nhưng mà là của cổ của chị chị chế ít cha rồi cái này sẽ là họ cho đến sẽ phụ được ít cha nên chỗ chị đang nuôi thịt tan lọ bán nuôi thịt tan cha còn lại cái chế phụ được ít cha rồi dòng xe ô tô đầu chạy nhiều cổng ư là cổng ư sẽ cho nên sẽ hàng nó rồi cái là sinh lý được nhất trong này là video chế rồi.